Bà ơi, hôm nay bà cho cháu ngủ với bà mà nhá. Ơ kìa, sao bà không nói gì về cháu đấy bà? Trước đây, cho dù cháu có nghịch ngợm như thế nào hay phá phách tới đâu, bà vẫn bênh vực cháu, chứ chưa bao giờ bà im lặng như này cả. Bạn bè của cháu, chúng nó có bố, có mẹ, để gọi mỗi khi bị bắt nạt hay buồn chán. Nhưng cháu thì chỉ có bà mà thôi. Bọn trẻ con học lớp mẫu giáo, chúng nó thường hát "Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm". Nhưng cũng chỉ có cháu mới hiểu được cháu yêu bà như thế nào. Trong từng câu chữ ấy, mùa hè bà xoa lưng, mùa đông bà ủ ấm, lúc cháu đi sai đường thì bà kéo cháu lại. Điều lớn lao nhất trong cuộc đời mà cháu mơ ước, đó là phải thật trưởng thành để lo được cho bà, để làm bà vui, để làm bà tự hào. Chứ không phải để bà phải khóc vì cháu như thế này. Bây giờ thì bà không cần tự hào nữa. Thứ bà cần là sự yên tâm. Cháu có biết có lúc bà sợ lắm không? Bà sợ lỡ mà cuộc đời bà bị thất hứa nhiều nhất chính là lời hứa bình an trở về. Cả bố cháu, cả ông cháu đều là những người nói được, làm được. Nhưng lời hứa trở về thì không. Sao cô chưa ngủ à? Bà ngủ chưa? Rồi cô ạ. Khó nhỉ? Những lúc như thế này, sao cháu không hỏi ý kiến anh Trung?
tự tin lên. Này, thế thằng Hiếu nó đi tập thể dục buổi sáng à? Thức ăn nguội hết cả rồi. Mẹ cứ ăn đi, mà kệ nó. Thế nó đi đâu? Nó hơn 18 tuổi rồi mà mẹ. Nó phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời nó từ lâu rồi. Làm gì có chuyện mà mẹ đặt đâu nó ngồi đấy mãi được. Nó vừa đi một tí mẹ đã lo cuốc lên. Mày